Các bạn, hủ tiếu Nam Vang 35.000 đồng. Không tin được luôn. Lâu lâu hài một xíu mà. Ôi, thiệt luôn á. Đó, cận cảnh. Ở đây được con tôm, mấy miếng thịt, trứng cút. Đây là khu vực Hồ Tuyền Lâm. Hôm nay mình sẽ đi tàu trên hồ nha. Cảnh đẹp quá. Đừng, đừng, đừng. Trời ơi, sợ mẹ. Chân không tới. Xây mặt ra ngoài mới đẹp. À, đang bay trên không luôn nè. Ở đây phải gì nó không có cụm công nhìn kia. Phô mai là ớt vô nữa, tuyệt vời. Rồi. Ừ, đã. Quá trời. Rồi thôi. Bánh tráng nướng Hồ Tuyền Lâm. Chào các bạn. Hiện tại là khoảng 9 giờ sáng ngày 25 tháng 7 năm 2020. Và mình đang đứng trên sân thượng của Villa Khánh Lâm. View khá là đẹp các bạn. Sáng hôm nay thì theo sự chỉ dẫn của chú là chủ khách sạn á, mình sẽ ăn hủ tiếu Nam Vang và có thể là bò kho nữa. Chú khen hủ tiếu Nam Vang rất là ngon. Sau khi ăn hủ tiếu Nam Vang xong, mình sẽ đi về hướng của Thiền viện Trúc Lâm. Từ đó mình sẽ đi bộ xuống bến du thuyền và đi thuyền dọc theo Hồ Tuyền Lâm. Cảnh sẽ rất là đẹp. Đã tới nơi các bạn. Hủ tiếu Nam Vang 71. Bán hủ tiếu Nam Vang và bò kho luôn ha. Đậu xe dưới tầng hầm. Ngay lối vào. Bò kho hủ tiếu Nam Vang. Rồi, hủ tiếu Nam Vang luôn, hết hủ tiếu bò kho rồi. Nghe nói mình là người Mỹ Tho hả chị? À, mình quê gốc ở đâu á? À, An Giang. Quê An Giang mà ở Sài Gòn từ nhỏ. À. Ủa, quá hết bò kho rồi. Rồi. Cười chi cười dữ. Rồi thịt. Mang tô nhiêu chị? Dạ 35.000 anh. 35.000 hả? Dạ. Đây được một con tôm. Anh có anh phép mỡ không anh? Dạ phép mỡ đầy đủ luôn. Có bán siêu quách không? Có xương tô nào cũng có hết. Vậy hả? Dạ. Hả? Xương rồi bao nhiêu tô? Cũng vậy anh, một tô 35 là có xương đầy đủ. Bà cơm luôn này luôn á hả? Dạ. Oh yeah.
ảo quá. Rồi. Rồi gần hết rồi đó. Thấy không? Trời ơi đi trễ bởi vậy. Tới luôn một kho luôn. Ngày mai quay lại. Uống ghê. Ai biểu nhậu xỉn chi. Rồi ăn luôn. Mình bán từ mấy giờ tới mấy giờ vậy trễ? Hả? Sao sáng 10 giờ tối hả? À, tưởng sao sáng 10 giờ tối chứ. Các bạn, hủ tiếu Nam Vang 35.000 đồng. Không tin được luôn. Lâu lâu hài một xíu mà. Ôi, thiệt luôn á. Đó. Gần cảnh. Ở đây được con tôm, mấy miếng thịt, trứng cút. Rồi, qua đây cận cảnh cái tô siêu quách sườn. Đó. Rồi, đầu tiên nếm thử phần nước lèo đó. Báo cáo với các bạn là cái phần nước lèo ngon nha. Ngọt nhẹ, ngọt thanh béo nữa. Giờ cái phần mỡ, phần thịt. Rồi, bây giờ mình sẽ xóc cái phần mì lên. Rồi, còn hủ tiếu chứ, ăn nha. Hủ tiếu dai trộn khá là ngon các bạn. Phải nói là rất là hợp vị với mình luôn á. Rồi, ăn ở đây là thịt nè. Ở đây được 3 miếng thịt, 2 miếng gan, dạng thì cực tăng. Một con tôm. Rồi ăn hết cái phần này nha. Mình mới ăn cái phần thịt các bạn nha. Thịt tươi, ngọt thịt đó, thơm á. Phần kia là phần cực, tôm dai ngọt thịt. Và cái phần xí quách nè các bạn thấy nè, rất là lớn luôn. Vừa xí quách vừa thịt luôn. Rồi sao rẻ như vậy. Rồi bây giờ ăn ớt. Rồi trụng thêm miếng rau, ăn hết luôn. Ngon quá. Đáng giá đồng tiền. Đó, nhìn ra ngoài. Em ơi, cho anh cái rau trụng được không? Rồi. Và ở đây trà gừng miễn phí nha. Uống rất là thơm, nóng. Ăn ngon, uống trà gừng. Quán là thân thiện nữa, rất là đã. Có giao hàng từ nơi đó các bạn, 0916999949 nha. Giờ mở cửa thứ hai chủ nhật từ 6 giờ sáng tới 10 giờ sáng. Hủ tiếu Nam Giang 35.000 đồng, hủ tiếu bò kho 35.000 đồng, bánh mì bò kho 35.000 đồng. Ăn sáng xong rồi, bây giờ chúng ta đi về hướng Hồ Tuyền Lâm ha. Chính xác là mình sẽ đi về Thiền Vị Trúc Lâm, gửi xe đó, đi bộ xuống và bắt tàu đi dọc Hồ Tuyền Lâm. Và đây là Hồ Xuân Hương. Nắng vàng rất là đẹp. Các bạn đã tới Thiền Vị Trúc Lâm nha. Xe nối đuôi nhau luôn. Hồi bữa mình đi cáp treo, bữa nay mới thấy là xe khủng khiếp.
chỗ gửi xe máy ha, thì dịch vụ du thuyền nè, 1-2 khách 300.000 đồng, 3-5 khách 400.000, 6-8 khách 500.000, 9-11 khách là 600.000, bao gồm lượt đi và về. Bến 2 khu du lịch Hồ Tuyền Lâm, số điện thoại 02633 533 443, 02633 833 188. Rồi cứ theo hướng trái mà đi. Wow, rừng thông đẹp quá, sắp xuống tới hồ rồi các bạn. Tiếng của mấy con động vật á, tiếng ve. Đi tới đây cái thông đẹp quá. Không có tiếng hiệu à. Hồ Tuyền Lâm đã hiện ra. Chụp hình. Đẹp quá. Đứng ở đây. Em túi xuống đây mà em thấy hả? Bến thuyền Hồ Tuyền Lâm. Rồi đã xuống được tới nơi ha. Ở đây đậu hũ nóng, sữa đậu nành, quầy vé du thuyền, tất cả mọi thứ. Chúng ta tới quầy vé du thuyền nha các bạn. Từ 1-2 khách 300.000 đồng ha, mình thuê luôn một tàu luôn. Rồi chuẩn bị lên tàu. Đây các bạn, nước hồ trong xanh, bến thuyền đây. Các bạn nên kết hợp đi với thị vị Trúc Lâm luôn nha. Đợt trước là mình bỏ qua đó. Đây, đã xuống tới nơi. Nước trong xanh lắm. Rồi chúng ta đi. Bên này là cát. Cát hả? Bên này là
thực sự rất là đẹp các bạn, nên đi nha. Nên đi thuyền trên hồ Tuyền Lâm. Trời hơi âm u chút xíu, nếu mà nắng hơn nữa càng đẹp hơn. Rừng thông mênh mông. Đẹp quá đi. Tàu ngoài 10 người là 6. 10 người đi là 600.000 một tàu. 2 người đi là 300. Em có ghé lên. Rồi, ghé lại nơi đây. $50,000 tiền vé đó. Vé cổng à? Ờ. Vé đi lên chụp hình đó hả? Ờ. Bắt gì? Giờ phải chịu thôi sao giờ. Quay video mà. Ở đây đã bán Happy Hill. Ngọn đồi hạnh phúc. À, chủ yếu selfie thôi. Rồi, chúng ta đi lên. Wow, từ đây nhìn về hồ đẹp quá. Đội cỏ bên kia cũng tuyệt vời luôn. Là sao anh? Em cứ vô chụp đi, anh đang quay cảnh của anh. Đó. Nhường cho em trước đó. Nhanh lên, hồi lát mấy người ta nó nhảy vô nữa. Đồng quá. Đu đưa luôn. Wow, tàu dáng tốt quá. Đó. Khép chân lại. Ừ. Rồi. Người đẹp với trái tim.
chủ yếu là selfie mà. Nói chung là thì các bạn ngay chỗ này mà ngồi chụp hình rất là đẹp luôn. Rồi bây giờ lên cầu treo. Đi qua tuốt bên kia có xích đu. Đó em xích đu kìa. Mình tránh ra mình. Lắc lung lay lắm nha các bạn. Cảm giác mạnh mạnh. Rồi đi qua thôi. Đó lung lay lung lay lung lay. Wow từ đây nhìn xuống đẹp quá. Đây bây giờ em này có đánh đu không đây? Lắc đi em. Không lắc. Chụp selfie thôi. Rồi chuẩn bị. Rồi quay ra, đang quay á. Chơi đi. Tiếp đi. Mạnh hơn nữa. Đẩy ra. Đúng rồi, bay ra hồ luôn đi. Ớn hả? Wow, đạo quá. Rồi quay người lại đi. Rồi đó. Không có cảm giác đúng không? Rồi đang quay á, đang quay đó. Rồi giờ tới chụp phải không? Đẩy mạnh hơn nữa. Đó. Chơi mạnh hơn, bay luôn. Rồi anh xoay người lại, anh bay ra ngoài thấy cảm giác hơn anh. Suy nghĩ có nên chơi không? Xoay mặt ra ngoài á. Xoay mặt ra ngoài cảm giác mạnh mẽ mạnh hơn á. Rồi thôi không dám rồi, ngồi thôi. Vui à. Rồi thôi. Đừng 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 đừng. Chừng không tới. Xây mặt ra ngoài mới đẹp. À đang bay trên không luôn nè. Ở đây phải gì nó không có cụm công nhìn kia. Nó bay bay á, đẹp hơn, chụp hình đẹp hơn. Không, xây nguyên cái người ra luôn á. Không, chụp, cho, ở dưới chụp lên đúng đẹp luôn á nha. Zoom xuống như này, không phải. Ý là cái máy đẩy dưới nè, đẩy lên á, giống như là đang bay trên không vậy đó. Xây người lại đi, xây người lại đẹp hơn. À. Bay lên bay. Rồi đẩy đi, đẩy đi, đẩy đi. Rồi, 1. Gì vậy? Hài lắm luôn á. Rồi vô đi. Rồi đi đi. Bùm. Quay quay quay. Rồi chụp phong. Rồi. Đá đi. Đang quay. Rồi. Đi, tiếp tục đi, leo lên đây. Hả? Nó làm sao? Hơi ghê đó. Hơi ghê hả? Cái cầu thang nó lỗ không à? Ồ. Đó các bạn. Đây chỉ có trẻ tuổi thôi.
lớn tuổi mới sợ không đi được nha. Đó, quay hay chụp không? Đang quay á. Ở xíu. Rồi. Nhìn qua đây nè, nhìn qua đây, nhìn qua đây. Rồi nhìn ra ngoài bờ hồ đi. Rồi treo trên cây thông luôn đi. Rồi đi xuống đi. Phải nói là quay cận cảnh đẹp các bạn ơi. Trời ơi, đẹp lắm luôn á. Tiếc tiền đi khu du lịch Lá Phong 60 ngàn trả ra gì. Qua đây ta đã quá. Trời ơi, sao nó đẹp dữ vậy trời. Oh, cảnh đẹp quá. Thì chúng ta vô đây ha, cho thuê trang phục hóa trang. Ừ. Cho thuê loa dã ngoại. Ừ. Rồi trong đây bán thịt xiên nướng. Rồi trò chơi bắn cung phóng phi tiêu. Qua đi thịt nướng nè. Wow, thơm quá. Ừ. Rễ mấy cái thông sừng sùi. Cái bãi cỏ ngoài kia mình mong các bạn thấy không? Rồi, khu dã ngoại năm qua. Thể loại trò chơi bắn cung 20.000 3 mũi tên. Bắn vào hồng tâm một mũi tên được 2 chai nước ngọt. Nhìn chung cái này mang theo thức ăn á, đi dã ngoại á, đến đây là ok. Rồi mình ra đồng cỏ các bạn. Mênh mông đồng cỏ luôn. Ở đằng kia như có một cái ghế. Có thể ra ngoài đó chụp hình selfie ha. Cảnh đẹp quá luôn á. Hồi nãy mới chơi trò phóng vi tiêu á. 20 ngàn 3 mũi trúng được 2 mũi, lấy được 3 lon nước ngọt. Anh đi đường anh. Đẹp quá đi. Các bạn đã ra tới chiếc ghế ha. Các bạn có hình dung các bạn ngồi đây đi. Mênh mông
rừng thông, hồ nước, cỏ hoa. Quá trời đẹp, rất là yên bình nữa. Rất là đáng thì đến đây nha. Rồi, chạy đi về hướng hồ bên kia. Rồi, ok, good. Action rất là good. Mai mốt đi làm diễn viên. Rồi. Rồi. Chờ con xí nha, con ngồi uống nước chờ. Bánh tráng nướng ngay tại bến du thuyền, 20 nghìn một cái. Vô luôn, vô luôn. Đầy đủ luôn con. Đầy đủ ha. Đầy đủ 20. Dạ. Đầy đủ thì 15. Dạ. Yeah. Giòn tan luôn. Giòn tan trong miệng. Câu ơi, câu. 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 Đó, bắt đầu làm. Sao con? Rồi. Đấy. Bánh tráng nướng Hồ Tuyền Long. Tôm khô, hành lá, trứng. Cái này là của người ta đúng không con? Cái của con không có hành lá. Cô con không có hành lá, đợi với kia nha con. Dạ. Con ngồi con uống nước, con chờ cô xíu. Dạ. Ăn đậu hũ không? Ăn xoài lạc giùm đi. Dạ không. Để cho người trước. Ừ. Ừ. Ủa hai cái hả? Vô. Hai cái, hai ba cái. Vẫn hai cái. Rồi, bạn nào ăn bánh tráng ghé qua đây, bánh tráng ngon nha. Mình ăn hai miếng rồi đó. Cổ thân thiện nữa, thực sự rất là thân thiện. Một chén đậu hũ 10.000 đồng luôn. Chai nước suối 10.000 nữa các bạn. Chờ lâu không? Rồi, món ăn đã đến nơi. Đọt su hào, canh chua tôm, với lại sườn răm. Đọt su hào. Nhìn xanh đã ha. Quay cận cảnh canh chua luôn. Canh chua tôm và sườn răm. Rồi, ăn thôi. Mình mới ăn cái phần đọt su các bạn. Đọt su non ngon. Nói chung là ngọt ha. Tươi. Cái phần sườn ram thì đậm đà. Tuy nhiên nó hơi khô chút xíu nha. Cái này nếu là có mỡ nhiều hơn nha, sườn có mỡ xíu sẽ đỡ hơn. Phần canh chua ngon các bạn. Cũng giống như hôm bữa. Phần canh chua đây nói chung là cái vị chua ngọt rất là tới. Nếu như là mình á, mình sẽ chua hơn chút xíu nữa, nhưng mà hãy nói là nó ngon rồi. Ở đây chủ yếu có bạc hà ha, thơm, ngò ôm và tôm. Mình chưa ăn tôm, để thử con tôm nè. Rồi, tôm tươi, ngọt thịt. Quán cơm hồi xưa ở số 2 Hà Huy Tập, lần thứ 3 trở lại. Rất là thích cái không gian ở đây. Giờ là khoảng 2 giờ chưa các bạn ha. Ở đây bán tới 4 giờ chiều thôi đó. 10 giờ sáng, 4 giờ chiều. Cây hoa hồng. Thank you.
Và đây các bạn, cơm thố 2 người 20 ngàn ha. Canh chua nấu tôm 65 ngàn đồng. Sườn ram 65, bình trà đá 10 ngàn. Ngọt su xào tỏi, ngọt su xào tỏi 35 ngàn đồng. Tổng cộng 195 ngàn đồng. 0763 220485. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp ha.